Hôm nay đã là 23 tháng Chạp rồi các anh chị. Chỉ còn 7 ngày nữa là đến Tết rồi. Cho nên là cái khu chung cư của em trên Tây Ninh á, thì hôm nay là thợ thầy cũng bắt đầu nghỉ Tết rồi ha. Và ngày hôm nay thì em có quay trở lại, em có sắp xếp được thời gian thì em quay trở lại cái khu chung cư này. Mục đích chính là em cập nhật cái tiến độ xây dựng cho các anh chị mình xem, cũng như là em tắt toán cái tiền lương và tiền công cho mấy anh thợ để mấy anh có cái chi phí về quê ăn Tết. Khu này em xây chắc tầm 6 tháng nữa là sẽ xong nha. Hiện tại thì đã tô sơn mặt trước xong rồi này, mặt trong thì đang sơn, còn bên trong á thì đang hoàn thiện tầng 2, tầng 3, tầng 1 thì hoàn thiện được khoảng hơn 50% rồi. Cái đây là cái sổ của cái khu đất làm chung cư của mình, đứng tên em Phương ha. Còn đây là cái mặt trong của bác anh chị. Cái sổ này em cập nhật mới lại năm 2022 rồi nha. Và trên sổ thì của mình là có thể hiện rõ cái đường bê tông luôn, cái đường bê tông luôn của bác anh chị, chứ không phải là đường đất nha. Cái sổ của mình thì có thể hiện cái thời hạn sử dụng, nhưng mà các bác anh chị mình yên tâm, tại vì khi mà các bác anh chị mình ký hợp đồng với công ty em Phương á, thì trong hợp đồng em hiện rõ luôn là em sẽ có trách nhiệm, công ty chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm là gia hạn quyền sử dụng đất khi mà hết hạn cho các bác anh chị mình luôn. Cho nên là các bác anh chị mình không lo cái thời hạn sử dụng nha. Cái này em cam kết trên hợp đồng hiện rõ ràng luôn. Và các bác anh chị mình sẽ giữ được một phần tiền lại đợi lúc đi công chứng đồng sở hữu ra sổ hồng luôn các bác anh chị ha. Khu này em xây tổng cộng là 4 tầng. Xây tổng cộng là 4 tầng nha, tính luôn tầng trệt là 4 tầng. Có thang máy, có thang bộ đầy đủ, và có nhà giữ xe, nhà để xe là cái miếng đất kế bên này các bác chị. Và cái vị trí này á, ngay cuối đường này là trường mầm non Phước Đông, còn cái tòa nhà mèo vàng vàng đây á là trường cấp 2 Phước Đông. Vị trí này gần như là trung tâm của Phước Đông rồi, có đầy đủ trường học, siêu thị, tất cả các tiện ích phục vụ nhu cầu dân sinh của mình luôn. Và các bác chị mình đi hướng này mình chạy khoảng 200m, 300m là sẽ ra lại đường quốc lộ 2, và mình rẽ trái là mình đi về lại thành phố Hồ Chí Minh. Về thành phố thì tầm khoảng là 45 50 phút đi xe máy của anh chị. Khu này em làm gần như là cơ bản là phần thôi là em làm xong rồi. Ở đây thì em có chừa ra một cái khoảng không gian trống, là cái làm cái nơi tiếp đón khách này, reception, cũng như là quầy lễ tân, rồi phòng cháy chữa cháy, và có một cái phòng đối diện thì em làm cái phòng cho ban quản lý, ban quản trị, cũng như là phòng kỹ thuật. Cái trần của mình thì em làm cao lên 3,5 m các bạn chị, trần làm cao 3,5 m, cho nên là cái khoảng không gian của mình rất là thoáng. Cái hành lang thì nhìn rất là thông thoáng ha, cái lối đi chung này rất là thoáng luôn. Ở đây á, thì em đã hoàn thiện được một vài căn rồi, thì thợ nó đang cắt những cái vật tư như là gạch này, cho nên là nhìn nó hơi bừa bộn. Cô bác chị mình sẽ không có thấy rõ được cái một căn hộ này sẽ như thế nào, thì để em sẽ qua một cái căn mà nó chưa hoàn thiện và nó trống trơn như thế này, các bác anh chị mình sẽ thấy được là cái căn hộ chung cư của mình nó sẽ có đầy đủ công năng như thế nào ha. Đầu tiên là không gian phòng khách này, và vào trong á, thì mình sẽ có bếp, bếp phía sau là nhà một cái nhà vệ sinh, còn phía bên này á, là sẽ có một cái phòng ngủ dưới đất. Đây các bác anh chị mình thấy phòng ngủ bên trong này cũng tương đối là rộng rãi nha, phòng ngủ thì có ánh sáng, có cửa sổ lấy ánh sáng này đó, phòng ngủ tương đối rộng rãi các bác anh chị, phòng ngủ dưới đất ha. Ở trên lửng á, thì nếu các bác anh chị mình muốn làm thêm các lửng thì em sẽ hỗ trợ các bác anh chị mình làm thêm cái lửng nữa. Ở trên đó thì các bác anh chị có thể làm cái nhà kho hoặc là làm thêm một cái phòng ngủ trên đó cũng được. Còn trong nhà vệ sinh thì dán gạch kín hết các bác anh chị, có một cái cửa sổ để lấy sáng từ bên ngoài vào nè. Nói chung là cái nhà chung cư của mình, cái tòa chung cư của mình rất là thoáng luôn, căn hộ của mình rất là thoáng các bác anh chị, có đầy đủ ánh sáng từ bên ngoài vào nha, rất là đầy đủ ánh sáng luôn. Và phòng khách thì tương đối là rộng rãi nè các bác anh chị, phòng khách tương đối rộng rãi nha. Ở trên thì có cửa sổ lớn để lấy ánh sáng này, cho nên là nhìn phía trước cũng sáng, phía sau cũng sáng, toàn bộ căn hộ là có đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào luôn. Và một căn hộ chung cư ở đây thì đang có giá từ 200 cho tới là 230 triệu, khá là rẻ luôn. Và cái không gian sống này của bác anh chị mình cũng cảm nhận được là nó sẽ thông thoáng, sẽ thoải mái, dễ chịu hơn là nhà trọ rất nhiều của bác anh chị. Cho nên là các bác anh chị nào mình đang ở trọ và mình đang có nhu cầu tìm một cái chỗ để mình thoát cảnh ở trọ, tiết kiệm được tiền trọ hàng tháng, thì các bác anh chị có thể tham khảo cái khu căn hộ chung cư này của em Phương.